Tiểu sử biên tập viên Hoài Anh và bí mật về gia thế khủng. Là một trong số những biên tập viên được khán giả quan tâm và yêu thích nhất tại đài truyền hình Việt Nam, song cuộc sống đời tư của biên tập viên Hoài Anh khá kín tiếng, khiến không ít khán giả cũng tò mò. Hoài Anh không còn là cái tên xa lạ đối với mỗi khán giả theo dõi chương trình thời sự lúc 19 giờ của đài truyền hình Việt Nam. Với ngoại hình xinh đẹp, cùng lối dẫn dắt duyên dáng và giọng nói truyền cảm, nữ biên tập viên nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của người xem. Thế nhưng, dù đã nhắm mặt nhiều năm, biên tập viên Hoài Anh tuyệt đối giữ kín về gia đình. Biên tập viên Hoài Anh từng là diễn viên. Là người dẫn chương trình nói giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ của VTV, ít ai biết biên tập viên Hoài Anh từng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, tham gia đóng một số phim truyền hình. Nữ biên tập viên sinh năm 1980 chạm ngõ màn ảnh đầu tiên vào vai diễn Châu trong phim Mùa Hoa Nhớ kết hợp cùng MC Quyền Linh. Sau đó, cô góp mặt thêm ở phim Đô La Trắng cùng tài tử màn ảnh Lý Hùng. Ngoài ra, biên tập viên Hoài Anh từng công tác tại một đơn vị hàng không. Trước khi cầm trịch bản tin thời sự 19 giờ, Hoài Anh đã trải qua một chặng đường dài khi công tác một thời gian tại VTV1 và VTV4. Cô từng đảm nhận dẫn dắt chương trình thời sự của VTV4, Chào Buổi Sáng của VTV1. Biên tập viên Hoài Anh, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Anh. Cô sinh ra tại Hà Nội và là con một trong gia đình. Cha của Hoài Anh là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên đại học, sinh ra tại Hà Nội, hiện đang công tác tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo. Đến khoảng năm 1985-1986, cô cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp riêng của biên tập viên Hoài Anh. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp ngành Nhật Bản, khoa Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Anh về làm việc cho một đơn vị hàng không. Trong một lần tình cờ, cô biết được thông tin Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức cuộc thi tuyển người dẫn chương trình và cô đã nộp đơn xin tham gia. Qua nhiều vòng tuyển lựa, cô đã được nhận vào làm tại đài. Thế nhưng nửa năm sau, do không có được công việc cụ thể trong vai trò của một người dẫn chương trình, Hoài Anh lại chuyển sang làm marketing cho một công ty về thị trường Nhật Bản. Thế nhưng, 6 tháng sau, khi công việc đang rất tiến triển, cô lại quay về với công việc dẫn chương trình khi nhận được lời mời trở lại cộng tác của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Một thời gian sau, Hoài Anh đảm nhiệm vai trò làm người dẫn chương trình cho các chương trình như Sân khấu Thưởng thức. 2 năm tiếp theo, cô cùng MC Mộng Hoài dẫn chương trình Những Ước Mơ Xanh, sau đó chương trình này chuyển thành Ước Mơ Việt Nam. Ngày 8 tháng 10 năm 2007, kênh VTV9 ra đời, một kênh truyền hình dành riêng cho khán giả các tỉnh Nam Bộ của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Anh được phân công đảm nhiệm công việc dẫn và biên tập nhiều chuyên mục khác trên kênh này như Talk Show, Chuyện Đêm Khuya. Bên cạnh công việc tại VTV9, cô còn tham gia thực hiện nhiều chuyên mục khác của VTV như Nhà Đất Hôm Nay, Chìa Khóa Thành Công, Làm Giàu Không Khó. Trước đó, chương trình này do hai nhân vật khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Khánh và Hoa khôi Thu Hương đảm trách. Đến đầu năm 2008, Hoài Anh được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội công tác một thời gian để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên dẫn chương trình cho VTV1 và VTV4. Theo đó, cô đã trực tiếp đảm nhận thêm các chương trình như Thời sự của VTV4, Chào Buổi Sáng của VTV1 và đặc biệt là chương trình Thời sự lúc 19 giờ trên kênh VTV1. Đây được đánh giá là một vị trí với nhiều áp lực và đòi hỏi khá khắt khe. Chương trình này cũng được toàn bộ các đài truyền hình của Việt Nam tiếp sóng. Việc Hoài Anh dẫn chương trình thời sự lúc 19 giờ được xem là một bước đi đột phá của VTV, khi mà trước đây đài chỉ dùng các MC có giọng Hà Nội chuẩn để dẫn. Cuộc hôn nhân kín tiếng với chồng doanh nhân. Biên tập viên Hoài Anh và ông xã là doanh nhân kết hôn vào năm 2010. Vì tính chất công việc, Hoài Anh tâm sự,
ông xã cô rất thông cảm cho vợ, chịu thiệt thòi hơn khi luôn phải sinh hoạt theo thời gian của nữ biên tập viên. Điều cô hạnh phúc là có một người chồng thấu hiểu, thông cảm và là hậu phương vững chắc, ủng hộ vợ hết lòng trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, anh cũng rất khéo léo, hỗ trợ vợ công việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Chia sẻ cùng với báo Phụ Nữ, biên tập viên Hoài Anh thẳng thắn: "Tôi yêu quý và tự hào về tất cả thành viên trong gia đình tôi cũng như gia đình chồng. Ông nội của tôi từng là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Ba chồng tôi từng là cán bộ quản lý trong quân đội và công tác ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng. Cha mẹ tôi là những người trí thức thuộc thế hệ được gửi sang Liên Xô đào tạo. Nhưng việc tôi đi theo ngành này đến tận hôm nay là do ý thích và nỗ lực của bản thân." Một khoảng thời gian ngắn sau khi về chung một nhà, cả hai vui mừng chào đón con gái nhỏ. Ông xã nữ biên tập viên rất chu đáo, khéo léo chăm sóc vợ trong khoảng thời gian mang nặng đẻ đau. Hoài Anh từng chia sẻ, khi biết vợ mang bầu, anh ấy luôn ở cạnh, chăm sóc tận tình. Từ việc bếp núc, đưa vợ đi khám thai đến lúc sinh con, chúng tôi đều không thuê giúp việc vì hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau mọi mặt. Con gái của vợ chồng Hoài Anh có tên là Kỳ Uyên. Cô bé thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, nền nã và phong thái tự tin của mẹ. Dù bận rộn nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian cho con và là một bà mẹ khá cuồng con. Nữ biên tập viên cho rằng mình đẹp nhất là khi ở bên con. Con gái chính là động lực giúp cô trẻ trung, xinh đẹp và luôn hoàn thành tốt công việc. Hoài Anh đặt nhiều hy vọng về tương lai của Kỳ Uyên. Mai này con sẽ bước đi một mình, mẹ chỉ là một bà già ngồi ở nhà hóng con thôi. Hãy vững vàng, duyên dáng, ấm áp và thân thiện như con đã bước đi bên mẹ hôm nay em nhé. Biên tập viên Hoài Anh, trẻ đẹp ở tuổi 41. Biên tập viên Hoài Anh quen mặt khán giả với hình ảnh chỉnh chu, tà áo dài đầm thắm. Ở tuổi 41, cô vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và có gu thời trang sành điệu. Có vẻ đẹp mê hồn người, nhưng nữ biên tập viên cũng từng gặp phải những lời đồn đoán cô can thiệp thẩm mỹ để đẹp hơn, đặc biệt là đã sửa mũi. Trước tin đồn này, nữ biên tập viên đã chia sẻ: "Bố mẹ cho tôi một nụ cười, hơn 30 năm hình như nụ cười vẫn thế. Cảm ơn bố mẹ của con. Có người thắc mắc cái mũi của Hoài Anh nhìn khác hồi nhỏ. Thật tình thì 100% khuôn mặt bố mẹ cho sao để vậy ạ. Có điều hồi nhỏ, mập quá, lút cả mũi luôn. Cả nhà có thể ngắm ba mẹ Hoài Anh thì sẽ thấy rõ nha, mũi cả hai đều cao thật là cao ạ." Dù hạn chế chia sẻ về cuộc sống đời tư, nhưng trong ánh mắt, nụ cười của nữ biên tập viên xinh đẹp, khán giả dễ dàng nhận ra biên tập viên Hoài Anh đang sống hạnh phúc và viên mãn. Dù công việc có nhiều bộn bề, vất vả, nhưng cô và gia đình luôn cố gắng giữ lửa, sống chan hòa, đầm ấm trong hơn một thập kỷ qua.